Báo cáo với quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi có mặt ở một cái vị trí rất xa. Đây là một cái khu vực cà phê tái canh của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam. Cách đường quốc lộ 5 km, đi theo về hướng đông. Đấy, bà con nông dân thì cũng tận dụng được cái nguồn cái số đất mà mới tái canh để trồng cái nông nghiệp, cải thiện thu nhập. Hôm nay chúng tôi lại quay lại một cái vườn gừng. Chào bà con nhá. Hôm nay anh luôn TV để thăm một cái bãi gừng. Thứ nhất là tư vấn cho bà con, thứ hai nữa là cách chăm sóc của cây gừng như clip trước. Để chán cây gừng thì khi trồng là cây cách cây giữa cây cây là 40 phân, còn mà luống cách luống là 1,3 m là trên một hàng đây. Còn khi mà bà con trồng gừng là trực tiên là phải chọn cái giống đây, giống là phải tốt đấy, giống là không không ít mầm bệnh đấy, biết nguồn gốc giống. Khi mà trồng thì bà con trồng là rải phân chua, là 1 hecta thì trên 1 hecta thì cứ tầm 7 tấn phân chua đấy, bỏ lân bà con phải rải theo lân. Lân là cùng 1 hecta cứ tầm 1 tấn lân đấy, còn 1 tấn lân. Còn xử lý tầng tiến trung thì lấy thuốc phú đi đăng, lấy phú đi đăng là ba con dùng 1 hecta thì cứ tầm 20 kg trên trên một một hecta đấy. Còn khí trồng trồng xong thì ba con phủ rơm rơm đấy nha bà con, ba con trồng phủ rơm, ba con trồng phủ rơm xong, trồng được phủ rơm xong là bà con được 5 ngày thì bà con đây đây là hệ thống tưới ống gió giọt, ống gió giọt đấy đây như bà con nhá. Đấy là được 5 ngày, khi mà nguyên tắc của nó trong xong là được 5 ngày mới tưới là để gừng nó ngủ, nếu ngủ rồi nó ngủ nó quen với cái môi trường thì xong bắt đầu tưới nước vào thì hấp thụ được, là bắt đầu nó cái sự kích thích bắt đầu nó mới ra rễ nha bà con nhá. Đây đây là một bầy gừng rất là đẹp. Nhưng mà cây gừng này thì có một số cây khoảng 30% cái vườn này là cũng bị dính bệnh này. À gừng đây là đây những cây bệnh đấy nha bà con nhá. Đây. Đây. Cây gừng đấy là bệnh này đây. Cũng tôi cũng nhổ lên cho xem luôn. Đây. Đây là bệnh gừng này là bị thối củ đấy nha bà con nhá. Đây những cái cây gừng này là bị đây bà con nhìn. Đây là bị thối củ. Khi mà mưa xuống và độ ẩm cực cao thì cái nấm là phô tổ ra. Đây là bị ảnh hưởng do nấm. Đấy. Là cái bánh này là thường thường là bà con phải khí mà trồng. Trồng xong trong định kỳ là 10 ngày bà con cứ nên nhớ phun thuốc một lần. Đây lần đầu tiên thì bà con là lấy thằng á lẹt, từng được á lẹt là hệ gục nhôm là bà con phun. Phun xong cứ tầm 5 ngày sau thì bà con nhớ là lấy thằng Ridomin. Ridomin gôn, Ridomin cộng với thằng cạc bên chín. Đấy, Ridomin cạc bên chín là cứ một bình 16 lít thì bà con là chia Ridomin là một gói chia làm 2 bình. Còn cạc bình dinh là 50 ml trên trên một bình. Ba con phun kỹ, chán những cây nó bệnh thì ba con nhớ phun kỹ. Đấy. Những cây bệnh này thì ba con phải lấy xử lý bột xung quanh thuộc thất kỹ. Xong vải vôi vào đầu không được cho mầm bệnh nó lây lan. Đấy. Còn những cái bệnh vàng lá này thì ba con trong hồi lâm gừng này nhớ lưu ý là phải xử lý là từ bên đầu, không được để nó lây lan. Thì xử lý là như là thường lý đã nói là thằng Ridomin, thằng cạc bình dinh còng phối lại đấy. Còn cái bánh này là do cũng là mà độ ẩm thời tiết nó khắc nghiệt thì là do khuẩn nhé, do nấm khuẩn nó gây ra. Thì ba con thì nên nhớ đang phun định kỳ thằng a lệ theo định kỳ. Đây đây thổi đây, thổi đi ba con nhé. Đây đây thổi đây đó. Cái nào mà mọc không bị bệnh là nó rất đẹp. Đây con mà ba con đây nhớ này, con gừng trồng được như này thì gọi sâu đấy, sâu ăn lá đây, sâu ăn lá thì ba con cùng nên nhớ rằng là lấy thằng Dupont, Dupont với cộng thằng mét Martin cũng được, còn mét Martin cộng thằng Tung Martin ba thứ đó đấy, ngoài thị trường đang bán của thằng hãng Ngọc Tung đấy, đấy là bỏ bán là ba con phun đi, khi mà phun thuộc sâu thì ba con cùng cộng thêm ít phân bùn lá nữa để cho dưỡng lá, thì ba con trồng cộng thêm tỉ Antonic hoặc rong biển được hoặc là không nằm hai được nha ba con nhé.
Dưỡng cây hả? Dưỡng cây. Chủ yếu là mát cây đúng không? Dưỡng cây gừng không bị bệnh là phát triển rất đẹp. Gừng nên là trồng được 1 tháng 10 ngày đấy bà con. Đấy, là mới được 40 ngày. Mới được 40 ngày. Thì gừng này đang dự tính là cỡ tầm thêm 10 ngày nữa là chúng tôi sẽ cho bà con bẻ kiệu. Bẻ kiệu. Bánh vàng lá rất chi là nhiều mùa này nha bà con nha. Bà con nên nhớ rằng là cái bánh vàng lá này. Cái này chớm này. Đây này, đây thổi 2 cây liên tục này. Đây, đây thổi 2 cây liên tục này thì bà con xử lý thằng nano clo hoặc là cọc tầm 5 được, cọc tầm 5 là nano cũng được. Thì bà con chạy vào gốc cho nó, chạy vào gốc. Đây. Gừng ra đẹp. Vườn này là cơ bản là vẫn đẹp đúng không? Khi mà hướng dẫn cho bà con bẻ kiệu. Bẻ kiệu là đây để tôi hướng dẫn cho bà con bẻ kiệu đây luôn. Bẻ kiệu. Tròn luôn. Đây nha bà con nhé. Đấy cái gừng nằm bên đây, cái củ nó nằm bên này. Khi bẻ kiệu thì bà con phải giữ cái gừng này thật chặt. Đấy. Xong bà con chỉ ấn nhẹ này. Ấn nhẹ này. Đấy. Thấy chưa bà con thấy chưa? Đây. Bẻ kiều là phải đúng nguyên tắc như này chứ. Xong bẻ kiều này là phải đúng nguyên tắc, không để được đứt rễ. Đấy nha bà con nhé. Giữ cái gừng thật chắc, xong bà con lấp lại. Đấy, bỏ rơm lại. Đó, bỏ rơm lại bình thường. Đó. Khi bẻ kiều xong thì không được bỏ phân luôn. Vì để cho cây gừng nó lành cái vết thương là trong vòng 1 tuần. Đấy. 1 tuần xong đó bà con để muốn chạy cho nên muốn cho nhanh lành vết thương thì bà con dùng thằng á lết. Đấy. Mà là bà con tưới vào gốc cho nó. Đấy. Tưới vào gốc cho nó để sinh triển để vết thương lành để phát triển là cho tốt nhá. Khi bẻ kiều xong được một tuần nhá, chạy thuốc xong thì bà con nhớ này. Là bắt đầu bón thuốc vào cho gừng. Đấy. Khi đấy là gừng bắt đầu đẻ con, đẻ nhánh rất chi là nhiều. Bà con bón gừng rải đây. Rải vào tâm này. Cách gốc cũng bao nhiêu phân? Đây, rải gốc ở tâm, cách gốc ở tâm 15 phân được. Đó. Là xong bà con là lấy đất lấp lại. Lấp lại. Bỏ bên này tương bên này một. Xong một 5 ngày sau hoặc là 1 tuần sau thì bà con bỏ bên này lấp bên này lại. Chứ không phải là lấp hai bên một lúc. Thì mình khi đổ muốn bón phân đất thì là muốn cho gừng ăn thì đất thì là khó. Đó là như bà con nhé. Đó là một số cơ bản về cây trên cây gừng. Đây là cũng có một số bệnh là gừng rất là khó chữa nữa. Để đây đi qua bên này, để có bề cây gừng bên này. Đây nha bà con. Đây, cây gừng mà bị thâm ngay cuống này. Thì gừng này gọi là cái bánh này là bình thảm thư, mà thảm thư gọi là bật trâu đấy. Bà con dùng những cái bánh này. Bị thổi ngang cuống bà con nhớ này. Lấy thằng Ridomin. Thằng cạc bên dinh, lấy thằng mắng của dết. Mán của dết đấy, mán của dết vang đấy. Của Ấn Độ cũng được. Công cạc bên dinh 4 thứ này. Thì bà con cũng nhớ là bị bánh này thường xảy ra thì bà con cũng nhớ đến phun thuốc bằng cái thuốc này. Bà con lưu ý nhớ những cái thuốc đó nhé. Cái bánh đây nữa nha bà con. Số bánh bị như này bà con nhớ này. Cái này là thường thường là bị như này. Đấy, bị chết cái đỉnh sinh trưởng này. Chết đỉnh sinh trưởng là chết là nếu mà mưa bao là thấm là ngấm xuống là thổi cả cây. Là ảnh hưởng xuống cụ. Thì cái này thì bà con cũng nên vào phun thuốc là tìm kỹ thuốc là chẳng hạn như cái thuốc thằng nano đông bạc nữa, nano vùng đặc của Viện Khoa học Hà Nội hoặc là Viện Khoa học miền Nam được thì cũng rất chi là tốt. Nhưng như bà con phun là cái này cũng bị khuẩn, bị nấm khuẩn thì
thằng nano bạc là nó vẫn tốt, tốt để dùng cho bà con. Đó. Đây một một cây cực. Đây nhớ ba con. Bánh ấy cũng bánh vàng lá này. Bánh ấy là nếu ba con mà cũng nhớ cái này những lời thuộc là tôi đã nói rồi. Bánh là những cái công thức là tôi nói từ ban đầu. Để ba con lưu ý là những việc này. Đó, anh em những cái gương là những cái bánh là như vậy. Ba con nhớ là gương như này là không được nhớ là bón lượng đạm nó quá cao. Đấy, bón lượng đạm quá cao là ảnh hưởng đến nấm bánh nhiều. Cái lượng đạm làm như mỏng lá. Đấy là nhiều nha. Đó. Thôi thì chương trình của Oanh Luân TV thì xin chào tạm biệt. Chào bà con. Hẹn bà con gặp lại nhá.